Chào. Xin chào. Thì hồi hôm bữa mình có coi được một cái chương trình. Cái format của cái chương trình đó là khoảng 20 mấy người con gái và tìm hiểu một người đàn ông. Thì hôm nay mình muốn làm một cái video để nói về một cái vấn đề. Đó là vấn đề phụ nữ có nên giữ giá hay không. Câu trả lời đương nhiên là có. Of course. Nếu mà bạn muốn một người đàn ông yêu bạn đó, thì việc đầu tiên là bạn phải biết được giá trị bản thân của mình. Và không nên dễ dãi với anh ta quá. Chỉ nên cho anh ta cơ hội tiếp cận mình và chinh phục mình và tìm hiểu mình. Bởi vì á, con trai rất là khác con gái. Con gái á, nếu ban đầu nó không có tình cảm với bạn, bạn vẫn có thể mưa dầm thấm lâu, từ không có thể lên chính được. Còn con trai nếu mà nó đã không thích bạn là nó không thích. Không là không. Ê, chưa nói hết à. Nhưng mà bạn cho nó phập thì nó vẫn phập. Bởi vì sao? Bởi vì tiện lợi. Cái gì free á thì thường thường người ta sẽ không có trân trọng. Vẫn có thể làm mà không có tình cảm được mà. Bạn luôn muốn có một người đàn ông tôn trọng mình và yêu thương mình. Và thậm chí là có rất là nhiều bạn gái rất là tiêu cực. Mấy bạn luôn nghĩ là trên đời này không còn đàn ông tốt. Đàn ông tốt chết hết rồi. Bảo xin khẳng định, đàn ông tốt vẫn còn. Nhưng mà bạn phải xem rằng mình có xứng đáng với người đàn ông đó hay không. Bạn luôn muốn một người đàn ông tôn trọng mình, yêu thương mình, nhưng chính bạn lại không làm điều đó. Bạn có yêu thương bản thân bạn hay không? Hồi đó Bảo có những con bạn lúc nào nó cũng suy nghĩ trong đầu là nó chưa đủ tốt, cho nên lúc nào tụi nó cũng cố gắng để trở thành một người con gái tốt trong mắt thằng bạn trai nó. Lúc nào cũng lẻo đẻo chăm lo cho thằng đó nè, và chấp nhận những tổn thương mà thằng đó gây ra. Nó đầu tư quá nhiều nên rốt cuộc nó là người lỗ nhất. Nó muốn thằng đó yêu nó, tôn trọng nó, nhưng mà nó toàn thể hiện như là má thằng đó vậy đó. Nó thể hiện nó không khác gì một con nô tỳ. Có nghĩa là sao? Bạn muốn một người đàn ông yêu thương bạn và tôn trọng bạn như là một quý cô hay là một cô tiểu thơ thì bạn phải là như vậy. Mình lấy ví dụ nha, mình sẽ ráng lấy ví dụ đơn giản cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ như câu chuyện Lọ Lem đó. Má, giờ tao bay sang câu chuyện cổ tích luôn. Con Lem á, nó không được gì hết trơn. Nó đâu có nói chuyện được với động vật như Bạch Tuyết, nó cũng đâu có bơi lội được như nàng tiên cá, nó cũng đâu đánh võ được như Mulan. Nó chỉ được cái là nó biết giá trị của bản thân nó. Nó biết đi tới lễ hội là phải có đồ đẹp, đâu thể nào mà mặc quần áo rách rưới tới đó. Như vậy đâu có tôn trọng chủ tiệc. Kể cả khi con Lem nó gặp hoàng tử, nó cũng đâu có sững xa sững xác sổ sổ vô đâu, mà nó cho thằng hoàng tử cơ hội tiếp cận là khiêu vũ với nó. Nó biết rằng đúng 12 giờ là phải về, nó có thể ở lại để phập hoàng tử được mà, và sau đó làm hoàng hậu. Nhưng tại sao nó không làm? Vì nó yêu thương bản thân nó, nó biết giá trị của nó. Tuy á là ở nhà em á, em là một con ở, mặc đồ em giá chỗ này em giá chỗ kia, nhưng mà anh muốn có được em á thì anh đi tìm em đi. Điều đó đã khiến cho thằng hoàng tử cảm thấy thử thách, và thằng hoàng tử muốn chinh phục con Lem. Có thể các bạn nghĩ rằng con Lem nó thực dụng, các bạn nghĩ rằng con Lem nó không cho đi à? Nó có cho đó. Nó cho cái thằng hoàng tử đó cơ hội chinh phục nó, tiếp cận nó. Nó có mất chứ, nó mất thời gian. Thời gian đó nó có thể đi vòng vòng cung điện tham quan, hoặc là ăn buffet, và thậm chí nó còn mất luôn đôi giày pha lê nữa. Trời, má, lỡ bà tiên bà mượn của nhà thiết kế nào sao má? Tội kiểu đó là bà tiên đền khẩm luôn đó. Không phải giỡn đâu, hàng thiết kế mắc lắm. Có nghĩa là ngay từ đầu bạn chấp nhận gặp cái người đàn ông đó, và bạn chấp nhận buổi hẹn của anh ta ngày hôm đó, ngay từ đầu bạn đã cho đi rồi. Với lại con Lem á, nó không có dễ dãi. Thằng hoàng tử rõ ràng là nó muốn ở với con Lem lâu hơn, nhưng mà kệ mẹ hoàng tử chứ, đúng giờ là em phải về nha anh. Nghèo hơn anh vậy á, không bằng anh, nhưng mà em phải có giá. Đó là cái lý do mà thằng hoàng tử tôn trọng nó tới cái mức mà phải tới tận nơi rước nó về. Bảo cũng có nói như vậy với mấy con bạn Bảo, thì mấy con bạn Bảo lại sợ rằng là mấy thằng con trai sẽ chửi tụi nó là chạnh chó, bày đặt làm giá quá má ơi. Mình nói thiệt với các bạn một câu, một người đàn ông thật sự sẽ không ganh tị với một cô gái đẹp. Còn mấy thằng mà nó đi cua gái mà nó thấy thử thách quá, rồi nó nói bạn chảnh, bạn làm giá, thì thằng đó chưa phải là đàn ông, chỉ mới là con trai thôi. Bởi vì một người đàn ông thật sự khi người ta đã có sự nghiệp này kia hết rồi, là người ta rất là tự tin. Người ta sẽ muốn chinh phục chứ không phải chửi để gỡ quê. Với lại cái việc mà bạn giữ giá, nó cũng là một cách để lọc đi những trai mà không thật sự nghiêm túc. Trời ơi, bạn có quyền đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn trai chứ. Nói tới đây thì sẽ có một số bạn kêu là trời ơi, con gái toàn á phải thích mấy thằng sói ca, phải như trên phim chứ ngoài đời làm gì có. Sai lầm. Cái đó người ta gọi là hình mẫu lý tưởng chứ không phải là tiêu chuẩn. Cái việc mà các cô gái thích sói ca, thích những anh chàng trên phim thì cái đó chỉ gọi là thần tượng với lại idol thôi, là một hình mẫu mà cô ấy ngưỡng mộ. Còn tiêu chuẩn là cô ấy dựa trên bản thân và những gì cô ấy mong muốn ở người bạn trai. That's it. Bạn nghĩ đi, nếu mà bạn chọn không đúng, bạn chọn kiểu sao cũng được, thì bạn sẽ lấn cấn cả đời. Yêu thương bản thân cũng giống như cái việc mà bạn có hiếu với ba mẹ vậy đó. Nhiều khi ba mẹ của bạn nuôi bạn tới lớn, chưa chắc gì ba mẹ bạn đã muốn bạn nuôi lại. Ba mẹ bạn chỉ muốn bạn sống tốt thôi. Cho nên Bảo nghĩ rằng từ bây giờ cho tới năm 25 tuổi, các bạn nên dành thời gian cho bản thân và gia đình, học cách yêu thương bản thân, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống. Có thể đi du lịch với bạn bè để có thêm nhiều trải nghiệm chẳng hạn. Và sau năm 25 tuổi hãy bắt đầu hẹn hò, cho người khác có cơ hội tìm hiểu mình. 26, 27 lấy là đẹp. Nói vậy thôi chứ tùy các bạn hà. Vậy nha, chúc các bạn mau tìm được một vị hôn phu ưng ý. Peace.